Chào mọi người đến với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay thì mình có mang xúc xích về đây để nướng ăn. Đấy, để nhâm nhi những cái thời tiết nóng nức như thế này. Đấy, đây, có cả cặp kè nữa. Đây là em gái họ của mình. Đấy, đây, xúc xích đây mọi người. Chào mọi người đi cặp kè. Chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ kiếm củi về đây để mình nướng xúc xích ở đây luôn nhá. Tí thì mình phải nhảy xuống ao kia tắm mới được, tại vì là trời rất nóng luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lấy củi thôi. Đấy, mọi người ai chưa có người yêu thì hết đi nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lấy củi nhóm lên nhá. Nhóm lên đi cọc. Đấy, bây giờ mình nhóm lửa xong rồi mọi người ạ. Cháy rất to luôn. Ôi dồi ôi, nóng thế. Đứng ở xa như thế này mà quá nóng luôn. Cọp kè nhặt được cái rổ gì đấy cọp kè? Cái rổ của bác Năm rồi. Cũ rồi nên là bác vứt đi rồi. Bây giờ mình sẽ lấy xúc xích ra để rửa nhá. Bỏ ra để rửa đi. Có. Gió rất mát luôn mọi người ạ. Ui dồi ôi. Bây giờ đang nướng rồi mọi người ạ. Ui dồi ôi. Đứng ở gần lửa này rất nóng luôn. Mình sẽ phải đi tắm ao trước mới được. Cọp kè có đi không? Đấy, cái này nướng ở đây. Đấy, Nga xem cái này nhá. Nếu mà không tắm thì ngồi ở đây xem. Giờ xuống ao tắm thôi cặp kè. Nhưng mà mình sẽ không quay thấy cặp kè tắm đâu. Tại vì là hôm trước là mình quay một lần rồi thì bị YouTube đánh gậy mọi người ạ. Đấy, cặp kè còn bé nên là không thể nào mà quay tắm được. Bây giờ mình sẽ xuống ao tắm nhá. Ôi dồi ôi, trời rất nóng luôn. Mình nhóm lửa lên mà đứng ở gần lửa thì càng nóng hơn. Vào đi cọp. Đấy, mình tắm luôn không cần cởi áo. Wow. Ôi dồi ôi, quá mát mẻ luôn. Nhưng mà ao này nó không sâu. Nhưng mà ao sâu thì càng tắm sướng hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ mò xem có con cá nào tiện thể mình mang về nướng luôn nhá. Nếu mà có con trai con chiếc gì mình cũng lấy về nướng luôn. Xem nào, xem có con cá nào không. Nhưng mà mình tắm ở giữa chưa lâu thì con cá nó chưa về trốn ở đây đâu. Ôi dồi ôi dồi, có cá thật. Có thật mọi người ạ. Vừa nãy có một con cá ở đây chạy ra đây. Rất nhiều cá luôn. Nhưng mà chủ ao có thấy thì thông cảm nha. Đấy. Không bắt được con nào, mình dùng một tay quá khó luôn. Cọp này. Đấy, mình không quay cọp kè ở dưới nước nhiều lắm đâu. Bây giờ mình sẽ đi tắm ở giữa trước cho nó đi trốn trước nha. Ôi dồi, quá sảng khoái luôn. Thời tiết nóng như thế này là tắm ao là rất sướng.
Chỉ tiếc là cái ao này nó không sâu. Bây giờ lên trên kia tắm ao trên. Có cái ao bé bé ở trên kia, mình sẽ lên tắm cái ao kia nhá. Xem là ao kia có mát hơn không. Cái ao ở trên là, đó là nó có nguồn nước ấy mọi người, nên là chắc chắn nó sẽ mát mẻ hơn. Chín chưa? Xem tí là nó cháy đấy. Đây này, cái ao bé bé đây mọi người. Cái ao này chắc chắn nó phải mát mẻ hơn. Chạy xuống đi cọp. Có cá. Có cá mọi người. Rồi cá chạy. Cá chạy rất nhiều. Có rất nhiều cá luôn. Cái ao này bé mà có nhiều cá nhỉ. Này kìa chạy này. Mọi người xem cá chạy này. Nó ở trong nước nó không thấy. Ở đây là có cái nguồn nước mọi người ạ. Chỗ cọp kè đang tắm này có nguồn nước sạch rất mát luôn, nước nó chảy ra từ trong này luôn đấy, nước này là uống thoải mái. Cái này là không có người ở đây lâu lắm rồi cho nên là cỏ mọc rất nhiều luôn. Đây này, nguồn nước này mọi người đấy, rất là sạch, nước này rất mát mẻ luôn. Mọi người cho mình xin một lượt like đăng ký kênh nhá. Nước này quá lạnh luôn. Mát nhỉ. Ôi, quá sảng khoái. Lạnh hơn nước ở dưới ao này gấp 2 lần. Quá tuyệt vời luôn. Tắm đi cọp. Tắm xong rồi đi ra kia để tí ăn xúc xích. Nào, đi nào. Ôi rồi, cái này toàn cái cây này dính hết quần áo đấy. Cái này là tí là dính hết quần áo đấy cái này. Ui, dép với quần áo ở dưới kia, cái chỗ ao dưới kia. Cọp kè mò được một con trai này. Bây giờ cọp kè sẽ nướng ăn này. Cứ ném vào lửa đi em. Đấy, cứ ném vào tí nó khát chín. Bây giờ là xúc xích chín rồi mọi người ạ. Đấy, ăn đi. Mọi người nhá. Đấy, rút ra ăn từng cái cọp kè. Đấy. Mời mọi người ăn xúc xích nhá. Ngon không cọp? Bây giờ mình sẽ ăn thử một cái nhá. Mời mọi người nhá. Nhưng mà có tương ớt chấm thì chắc sẽ ngon hơn. Này nó hơi nhạt miệng tí. Quá tuyệt vời.
Thôi, video của mình kết thúc tại đây thôi. Nếu mà mọi người thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt mọi người.